Mến chào quý vị thính giả. Học trên rất vui được gặp lại quý vị trên kênh của Trinh trong khung giờ quen thuộc là 8 giờ tối hàng ngày. Không biết là hôm nay của quý vị đã trôi qua như thế nào. Trinh hy vọng là quý vị đã có một ngày cuối tuần với thật nhiều niềm vui quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì hãy dành cho kênh một chút thời gian để chúng ta cùng lắng nghe truyện. Tối nay Trinh xin mời quý vị cùng lắng nghe truyện Đứa con xa nhà của tác giả lần đầu tiên hợp tác với kênh Cô Trinh là tác giả Mạc Gia. Không để quý vị đợi lâu, ngay bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe. Thằng bé nhặt lấy một mẫu bánh mì còn sót lại trên chiếc ghế đá cạnh bờ hồ. Nó ngồi xuống gặm từng miếng bánh thật ngon lành Đây là bữa ăn đầu tiên Sau gần hai ngày nhịn đói Nó nhìn chăm chăm vào miếng pizza Trong tay của một bé gái Đang ngồi trong cửa hàng đối diện Phía bên kia đường Một mẫu bánh mì Không thể lấp đầy cơn đói cồn cào trong bụng của nó Nó đứng dậy Đi xung quanh chiếc ghế Liếc mắt Cố tìm xem Có còn gì để ăn không Tên của nó là Chi Kiên Năm nay vừa tròn 7 tuổi Ngày nó sinh ra Thì đã không có bố Người trong làng nói mẹ nó bị một người đàn ông Đã có vợ lừa cho có bầu Rồi bỏ trốn Một mình sinh con ra ở làng quê Lúc bây giờ đối với mẹ nó Thật chẳng dễ dàng gì Định kiên nặng nề về phụ nữ Không chồng mà chữa Là một thứ gì đó rất kinh khủng Và không thể chấp nhận được Chung ngắm vào sâu quan điểm của những người trong làng thời ấy. Những câu nói đanh thép, những ánh mắt sắc lệm cứ quăng vào người phụ nữ tội nghiệp. Nhưng mẹ nó vẫn nhất quyết sống chết mà giữ lại cái thai ở trong bụng. Bởi bà tin và mong chờ một ngày người mà nó gọi là bố sẽ quay trở lại với hai người. Nhưng càng chờ, càng mong, càng vô vọng. Người đàn ông ấy vẫn bạc tâm bạc tích không có lấy một tin tức gì. Cây bụng mẹ mỗi ngày một lớn dần. những lời xì xào bàn tán ra vào, những cái liếc mắt biểu môi, cứ chỉ vào gia đình của mẹ, khiến ông ngoại nó vì không chịu đựng được điều tiếng, đã đã nổi cơn lôi đình và đuổi mẹ ra khỏi nhà. Mẹ nó ôm cái bụng bầu ra ngoài căn nhà nhỏ, gần nhà của một người họ hàng đã không còn sống ở đó nữa mà ở nhờ. Chẳng học hành, cũng chẳng có nghề ngỗng gì ổn định. Ngày ngày, mẹ nó đi mò cua bắt ốc, rồi đi cấy thuê cho người ta, mà trang trải cuộc sống. Chẳng người chăm sóc, không người đỡ đần. Những đợt ốm, rồi từng cân nghén, mệt mỏi hành hạ người phụ nữ gầy guộc đáng thương ấy. Nhiều khi thấy thương con, bà ngoại lại dám dúi cho củ khoai, quả trứng. Nhưng vì sợ ông ngoại, nên bà cũng chẳng dám làm gì hơn. Ngày tháng dần qua, bụng mẹ nó cũng lớn dần. Cũng không có sức đi cái thuê cho người ta nữa. Bà đi bộ lên thị trấn, xin bán vải thuê cho một xà vải nhỏ. Sáng bà đi thật sớm, rồi tối mịt lại lật đật đi bộ về. Công việc cũng chỉ đủ trang trải sinh hoạt tạm bỡ cho hai mẹ con. Thay hoàn cảnh mẹ nó cũng vất vả, mà lại chịu khó. Lâu lâu bà chủ cũng mua cho hộp sữa hoặc vài ba cái bánh mà tẩm bổ. Thấm thoát, mẹ nó cũng đã làm ở đó được gần ba tháng. Cho đến một ngày, rơi vào tháng thứ tám của thai kỳ, mẹ nó trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Đàn sáng tay sách ấm nước lên trên chiếc bếp củi để đun thì bà thấy bụng bỗng quặn đau. Cần đau khi người mẹ nó đánh rơi cái ấm trên tay mà nằm lăn ra đất. Đầu bà toát hết mồ hôi cứ thế ôm bụng, chống chọi với từng cơn đau. Người đã mệt lã rồi, mẹ nó cố gượng dậy. Bước đi từng bước nặng nề sang nhà bác Na hàng xóm mà thiều thào kêu. Chị Na ơi, chị Na, chị Na có nhà không? Giúp em với. Gọi chừng vài ba tiếng, thì bác hàng xóm trong nhà lật đật chạy ra. Thay mẹ ngồi thụp xuống cổng, bác hớt ha hớt hại tiến tới. Dung, Dung, em làm sao thế này? Mẹ nó đáp lại một cách khó nhọc. Chị ơi, giúp em với, em đau quá. Vội vàng đỡ mẹ nó quay trở lại giường. Bác Na ba chân bốn cẳng chạy đến nhà bà ngoại, cách không xa đó, mà gọi lấy gọi để. Bà Mẫn, bà Mẫn ơi, con gái bà sắp sanh rồi, mau, mau lên. Bà ngoại vội vàng, quạt luôn cây niêu trên tay xuống đất, vỡ cái bộp bà quơ vội cái đèn pin trên cửa sổ, sắn quần lên mà chạy. Ông ngoại nó cũng nghe thấy, dân giả vợ nhắm mắt làm ngơ để bà ngoại nó đi giúp. Suy cho cùng, cha mẹ nào mà không thương con. Sang đến nơi, bà ngoại nó hoảng hốt khi thấy mẹ nó nằm co ro trên giường, không ngừng ôm bụng đau đớn. Bà thấy nước đã chảy ướt sũng cả cái quần của mẹ nó. Trời hôm đó bóng đổ cơn mưa. Thế rồi mẹ sinh nó ra trong một ngày mưa tầm tã với sự giúp đỡ của bà ngoại và bác hàng xóm. Mẹ đặt tên đó là Chí Kiên. Hy vọng mai này nó sẽ là một người đàn ông có ý chí mạnh mẽ và kiên cường. Thời gian qua đi, Kiên mỗi ngày một lớn, những điều tiếng cũng ít dần. Bà ngoại vẫn thi thoảng đến thăm mẹ con đó, mua cho nó cái này, cái kia. Nó lớn lên với tình yêu thương của mẹ và bà. Ông ngoại nó vẫn chưa nguôi ngoai cơn giận Nhưng thi thoảng Vẫn hỏi bân quơ Vì tình hình mẹ con đó Kiên lớn lên mà chẳng có nhiều bạn Cũng vì hoàn cảnh Mà lũ trẻ trong làng hay bắt nạt nó Chúng thường hùa nhau chọc ghẹo Rồi đánh thằng bé Gọi nó là thằng con hoang Có lần thằng vườn béo Con nhà ông Nghĩa Sức ở cuối làng Đang trên đường đi học về Chợt thấy Chí Kiên đang cầm cái xô con Lội dọc bờ đê mà bắt ốc Thằng Vượng kêu to Ê thằng con hoang Mày bắt ốc bán lấy tiền cho mẹ mày đi theo trai à Kiên tức lắm Đôi mắt nó gườm gườm Nhìn thằng Vượng như muốn ăn tươi nuốt sống nhưng rồi Nó lại nhớ đến lời mẹ dặn Rằng không được gây sự đánh nhau Nên thôi Nó cố gắng nhịn và không nói gì Quay mặt sang hướng khác Tiếp tục mò Thằng Vượng vẫn không để nó yên Cầm một viên sỏi nhặt bên lề đường ném đánh bóp một cái đau điếng vào đầu của nó, rồi vên mặt cười ha ha. Không thể chịu được nữa, kiên bước lên bờ, không nói không rằng vác ngay một cành củi khô người ta đang phơi bên lề đường, cũng phải to bằng cái bắp tay ấy. Nó làm đầm sông tới mà phan thằng Vượng thăm xì mặt mũi, toát cả đầu. Thằng Vượng ôm cái đầu máu me, chạy thật nhanh về nhà mách mẹ. Một lúc sau, mẹ thằng Vượng dắt thằng quý tử của mình mặt hầm hầm tiến đến nhà nó. Mới bước đến cổng, bà ta đã ông ổng. Tiền sư cái đứa con hoang mất vậy. Mày mò cái mặt ra đây, hôm nay tao đánh cho mày gãy tay. Dám đến con bà ra nông nổi này à? Con Dung, con Dung đâu? Mày ra đây mà xem, xem mày có dạy được con mày nữa không? Hay để tao dạy? Bà Dung hối hả trong nhà chạy ra. Thấy cái đầu bù xù, lắm lên máu của thằng Vượng. Mà bà mất cả vía, hỏi đầu đuôi ngọn ngành mới ngớ ra là thằng kiên đánh nó mẹ đó chắp tay xin lỗi rối rít ôi em xin chị còn em nó còn nhỏ chưa hiểu hết được chuyện còn hương tại mẹ mong chị bỏ quá cho em sẽ về dạy bảo lại nó mẹ thằng vương mồm vẫn lanh lảnh mà chửi một hồi thì các ông bà hàng xóm ra nói đỡ bà ta mới chịu thôi mà bỏ về cũng ngày hôm đó nó bị một trận đo đòn Cuộc sống cứ thế lặng lẽ trôi qua. Mẹ nó thương nó lắm. Đã nhiều lần bà muốn trốn khỏi cái làng này để tìm cho nó một cuộc sống mới. Nhưng vì thương bà ngoại nên lại thôi. Tối hôm đó, đến giờ ăn cơm, gọi mãi không thấy nó ra ăn cơm. Mẹ bước từng bước thật chậm vào phòng thì thấy nó đang quay mặt vào trong, đắp chăn kính mít, khóc nớt lên. Có chuyện gì vậy con? Mẹ hỏi nó. Nó không nói gì mẹ nhẹ nhàng đặt tay lên người nó vỗ về có chuyện gì con nói cho mẹ nghe nó gặp ngừng mở chân kéo xuống khỏi đầu hỏi mẹ con là con hoang thật hả mẹ con không có bố thật hả mẹ bà nhung lặng người đi tim bỗng đập những trận liên hồi đôi mắt nhòe đi sống mũi cây xè im lặng một lúc bà nói con không phải không có bố chỉ là bố mất rồi nhưng ở một nơi nào đó bố vẫn rất yêu thương con sau này lớn lên con sẽ hiểu đêm hôm đó bà nhung không thể nào chợp mắt được câu hỏi của thằng con cứ văng vẳng trong đầu bà cái ý định bỏ xứ mà đi lại trỗi dậy trong đầu thế rồi bà quyết định chắc nó bỏ đi thật bà muốn cùng nó đến một nơi khác một nơi không ai biết đến quá khứ của bà để cùng con sống những tháng ngày bình thường như những người khác. Hai ngày sau đó, bà gói ghém quần áo của hai mẹ con rồi bắt xe lên thành phố để tìm việc làm. Bà dành dụm được một số tiền ít ỏi của mình, cất thật kỹ vào túi quần áo để trang trải cho những ngày đầu xa nhà chưa tìm được việc. Chiếc xe bon bon chở hai mẹ con nó đi xa dần ngôi làng, nơi nó sinh ra. Những hình ảnh quen thuộc dần dần biến mất. Nó cũng buồn nỗi buồn của một thằng bé 7 tuổi. Nó nhớ cái nhà nhỏ mà hai mẹ con đã gắn bó bấy lâu. Nó nhớ bà ngoại, nó tựa đầu vào người mẹ mà khóc. Nó cũng không thể biết rằng lần đi này lại là chuyến đi định mệnh thay đổi các cuộc đời mình. Xe chạy chừng hơn một ngày thì đến bến, mọi người bước xuống xe. Mẹ con nó cũng theo dòng người mà đi ra khỏi bến. Bà Dung mở túi lấy chai nước đã chuẩn bị từ trước cho con uống. Thì ôi thôi, cái túi đã bị rách từ khi nào? Kèm theo đó là số tiền ít ỏi cũng không cánh mà bay. Lúc bây giờ, bà mới hốt hoảng khi biết tất cả tiền dành dụm đã mất hết rồi. Tuyệt vọng, bà dắt theo nó đi dọc các con đường lạ lẫm nơi thành phố xa lạ. Mong mỏi xin được một công việc để ít nhất là có cái ăn cho nó cứ thấy có cửa hàng nào là mẹ nó lại tạt vào hỏi xem có tuyển người làm không thế nhưng ai ai khi thấy bà dắt theo một đứa trẻ con thì cũng ái ngại mà không muốn nhận cả ngày trôi qua bà vẫn chẳng thể tìm được một công việc nào cả tiền không có lại chẳng có gì để ăn hai mẹ con cứ dắt nhau đi trên những con phố đông đúc người qua lại đến tối thì quá mệt và đói bà để con trai ngồi trên một chiếc ghế ven đường và dặn con ngồi đây, chờ để bà đi kiếm đồ ăn. Nó cũng ngoan ngoãn vâng lời mẹ. Nói rồi bà đi. Bạn đi một thời gian, Chi Kiên cứ ngóng chờ mãi mà vẫn chẳng thấy mẹ về. Lâu lâu nó lại ngoái cổ nhìn về phía xa xa, cố gắng tìm kiếm bóng hình của mẹ, nhưng không thấy. Vừa mệt, vừa đói. Có lẽ vì kiệt sức nên nó đã ngủ thiếp đi khi nào không biết lúc tỉnh dậy thì đã là sáng sớm bên cạnh chẳng có ai vẫn chưa thấy mẹ về lúc này nó mới hoảng hốt đi tìm mẹ kiên chạy đi khắp nơi gặp ai nó cũng hỏi rằng có thấy mẹ mình đâu không nhưng chẳng ai biết người mẹ theo lời mà nó kể cả người ta hỏi nhà nó ở đâu nó cũng chẳng biết nó chỉ biết nhà nó ở làng dưa làng dứa gì đó thôi cuối cùng cũng chẳng ai biết mà giúp đỡ nó cả nó đi khắp các con phố nhỏ vừa đi vừa gọi mẹ với hy vọng đâu đó mẹ nó sẽ nghe thấy tiếng nó gọi kiên cứ đi mãi như thế mặt trời mọc rồi lại lặn những ánh đèn đường bắt đầu hiện lên đến lúc dừng lại nó mới sợ hãi nhận ra là mình đã quên mất chỗ cũ, nơi mẹ nó đã để nó lại. Nó hối hả quay lại, giật đi mãi, đi mãi mà nó vẫn chẳng thể đến được nơi mà nó đã rời đi. Nó lạc lõng giữa thành phố xa hoa đông đúc, sợ mẹ quay lại sẽ không tìm thấy mình. Chi kiên hòa khóc, nó không biết mẹ nó đang ở đâu. Tại sao mẹ lại không quay lại đón nó? Nỗi hoảng loạn, vây kinh tâm trí của thằng bé, chỉ mới 7 tuổi nó trèo cao rồi hét lớn tên mẹ nhưng đáp lại tiếng nó chỉ là tiếng ồn ào của phố sách tấp nập kia nó cố gắng lần nữa nhờ người lớn giúp đỡ nhưng chẳng có ai nghe qua về quê nhà của nó chẳng có ai thấy mẹ nó và hơn hết chẳng có ai muốn dừng chân vì nó cả nơi phố sách tấp nập nó không biết đi đâu về đâu nó thực sự đã lạc mất mẹ rồi trong lúc tuyệt vọng nhất thì một người phụ nữ phát hiện ra nó tiến lại gần bà cất tiếng hỏi sao cháu lại ở đây một mình bố mẹ cháu đâu kiên kể lại cho bà biết câu chuyện của mình rồi sợ hãi khóc nấc lên sau khi biết được nó đang bị lạc mất mẹ bà lau nước mắt và trấn an nó rồi bà ta đã đưa kiên về nhà tắm rửa và cho nó đồ ăn kiên ăn ngấu nghiến sau thời gian bị bỏ đói rã rời. Người phụ nữ nói với nó rằng mình sẽ giúp nó tìm lại mẹ. Nghe xong thì nó cũng tin đó là sự thật. Chiều hôm đó, có một người đàn ông đến trước mặt nó, cẩn thận lại gần nắm tay nắm chân, nhìn và kiểm tra cơ thể nó. Xong rồi, ông ta đóng cửa và đi ra ngoài. Tò mò, Kiên bước lại gần, áp tay vào cánh cửa chỉ nghe loán toán được ông ta nói với người phụ nữ kia rằng Hàng tốt đấy, tôi sẽ chuyển phần còn lại khi xong việc. biết có điểm chẳng lành, chập choạng tối hôm ấy, Dần lúc người phụ nữ không chú ý. Kiên đã cậy cửa mà trốn đi, nó chạy đi thật nhanh, cố gắng chạy thật xa, không dám quay đầu lại, chạy để khuất khỏi tầm mắt của người phụ nữ đó. Lúc nó dừng lại, thì đôi chân đã mỏi nhừ, sưng lên vì rác, nhưng rồi nó cũng bỏ trốn thành công. Có lẽ đã thoát khỏi số phận bị đem đi bán. Nó nghĩ như vậy. Chi kia ngồi xuống một góc bên đường, nhìn dòng người đông đúc qua lại. Không biết liệu đêm nay mình sẽ ở đâu. Nó ôm lấy đôi chân trần của mình, nắng nắng bóp bóp cho đỡ đau vì phải chạy quá nhiều. Cuối cùng rồi Kiên cũng đi theo một cô bé bán vé số đến một tầng hầm. Nó phát hiện ra ở đây có một đám trẻ cũng không có nhà như mình có đứa còn bé hơn cả nó đứa nào đứa nấy quần áo rách rưới lấm lên bẩn thỉu kiên cứ đứng nép một góc nhìn một đứa bé tốt bụng nhìn thấy nó đứng nép vào tường thì nếm cho một chiếc bao đã rách rồi gọi với này tìm chỗ kê xuống mà nằm đi nhìn cái gì mà nhìn kiên chạy tới lý nhí vâng em xin em cảm ơn bên ngoài trời lại trở gió và rồi cơn mưa rào lại trút xuống nó mệt mỏi nằm lên chiếc đệm êm ái của mình mà ngủ thiếp đi giữa cái đói và rét cơn mưa tạnh cũng là lúc trời tinh mơ những đứa trẻ vô gia cư bắt đầu đi tìm cái ăn theo chân những đứa trẻ nó bắt đầu những ngày tháng đi nhặt ve chai để kiếm sống mong mỗi một ngày sẽ tìm thấy mẹ trời đến gần trưa thì đang đã gắt rồi thẳng vào thân hình gầy gò nhỏ bé của nó lững thững phát bọc túi ni lông nhặt được bên đường cứ lủi thủi đến các quán ăn quán nhậu bình dân nhặt nhạnh những cái chai nước người ta vứt để bỏ vào túi mang về bán thì thoảng con cười thấy thương cũng cho nó vài nghìn hay cái bánh khi thị đi thức ăn còn thừa nó lại vui như tết rối rít cảm ơn có hôm kiếm được vài chục nghìn, đủ để mua cơm ăn qua ngày, cũng có hôm cũng chẳng được gì. Có nhiều lúc còn bị những đứa lớn hơn trấn đường bắt nạt, lấy hết cả số tiền đó kiếm được. Những hôm đấy, còn như nó lại nhịn đói cả ngày. Ngày lại qua ngày, kiên vật sống cuộc sống như thế. Sáng dậy đi nhặt ve chai, tối đến lại về cái tầng hầm kia, tìm lấy một góc mà ngủ nó ngủ chất ngủ ngon lành trong cơn mơ nó thấy mẹ nó mỉm cười đến bên vuốt ve và nói cố gắng lên con trai của mẹ hãy mạnh mẽ lên con nhé mỗi lần như vậy lại khiến kiên choàng tỉnh hai mắt nó lại ướt đẫm đưa mắt kiếm tìm để rồi thất vọng chỉ là một giấc mơ vội vã mà thôi đã hai tháng trôi qua kể từ cái ngày nó lạc mất mẹ Ngày hôm đó, vào một ngày trời đã dần trở lạnh, trong một buổi chiều chập choạng tối, lát đác những ánh đèn đường đã bắt đầu sáng lên, dòng người trên những con đường cũng thưa thớt hơn vì lạnh. Những cơn gió bắt đầu rất điều hơn, siết vào đôi vai gầy gù của nó, một chiếc áo thun mỏng không thể xua đi cái lạnh vô tình ấy. Chi Kiên vừa đi, vừa coi trúng người lại, hai bàn tay nó xoa xoa vào nhau, rồi vỗ bộp bộp. Thì thoảng lại đưa lên miệng thổi phù phù cho đỡ lạnh. Đôi chân trần đã đỏ lên vì rét. Nó rảo bước thật nhanh, bước về phía tầng hầm. Sau một ngày thu hoạch, chẳng có là bao. Bụng đã réo ọng ọc, cầm trong tay và các bạc lẻ. Nó định bụng sẽ mua một gói mì tôm, căng tạm qua ngày cho đỡ đi cân đói cồn cào. Bớt chợt, một đám người từ trong hẻm nhỏ chạy ra bịt mồm bịt mũi rồi trùm lên đầu đó một cái bọc vải kính mít thằng bé bị kéo sền sệt lên con xe hơi từ đằng sau vừa lúc đi tới chúng đã đá nó vào ghế sau dành tay dùng đoạn dây thừng to như cái xích chó mà quấn chặt lấy đôi tay gầy tông teo của nó kiên cố gắng vùng vẫy cổ họng nó phát ra từng tiếng kêu cứu, cứu rất thảm thiết cứu cháu với có ai không các người là ai làm ơn thả cháu ra một tên trong số đó kéo cái bọc lên đầu nó lên rồi nhét thật nhanh một cọc vải thật to vào mồm của nó bất lực sợ hãi đôi mắt kiên đỏ hoe cả người nó rung lên bần bật mặt cắt không còn giọt máu kiên cứ cố gắng vặn mình mà dậy ra thằng ngồi bên cạnh với hình vẽ đen xì ở cánh tay trái mặt mũi hung tợn đôi mắt trợn trừng trừng và đánh bóp một cái vào mặt nó rồi quát lớn Cầm mồm lại và ngồi yên Nếu không muốn tao giết mày Kiên sợ quá Không dám cửa quậy nữa Thân hình bé xíu thở hồng học Chốc chốc lại liếc liếc Nhìn hai gã to cao Đen hôi đang ngồi hai bên Dùng hết tất cả sự can đảm Nó lên tiếng Các chú đưa cháu đi đâu Tại sao các chú lại bắt cháu Một tên đang lái xe phía trên Bây giờ mới cười khẩy rồi lên tiếng Hừ, vội gì Đến nơi mày sẽ biết Nó không dám hỏi gì nữa Cứ ngồi im Không nói gì trên chiếc xe đó Có lẽ thời gian qua Cũng trẹn cho nó được một chút chai lì Không biết qua bao lâu Khi chiếc xe dừng lại Đám côn đồ lại kéo cái bọc đen bịch kính khuôn mặt nó lại Rồi lôi đi Mãi về sau này Kiên mới biết Mấy tên đó là những kẻ buôn người Chuyên bắt cóc trẻ em lang thang cơ nhở Chúng đã để ý và theo dõi thằng bé từ lâu. Nhưng mãi đến hôm nay, nhân lúc vắng vẻ, chúng mới ra tay hành động. Chúng xách cổ nó vào một căn phòng rộng lớn, rồi ném đến ụt thằng nhỏ một cái xuống đất. Đến là tội. Nó choáng váng vội loạn chọn đứng dậy. Một người phụ nữ từ từ bước ra. Bà giật cái bọc phải trùm đầu ra. Ngắm nghía nó một lúc, rồi nói từng tiếng nhẹ nhàng. Cởi trói cho nó đi, tao xem nào. Một thằng trong số đó vội vàng đứng ra cười trói và lôi cái mơ vải trong mồm đó ra. Người đàn bà lại lắc đầu. Người bé tí, gầy như cái que như thế này, thì làm ăn được gì? Một tên bước lên đỡ ngay lời bà. <laughs> bà yên tâm, từ nó nhỏ, nhưng chúng tôi đã theo dõi nó từ lâu nay. Nó rất siêng năng và chịu khó đấy. Thật vậy sao? Nếu thế, cứ để nó ở đây tao xem xét. Nếu đúng như lời mày nói, tao sẽ thanh toán, không thiếu một xu được bà nam đã nói vậy thì cứ theo ý của bà nói xong cả đám lại rời đi để lại chia kiên cùng với người đàn bà với hai tên người hầu người ta gọi bà là bà năm vì bà là vợ của lão nam chột một người đàn ông thương gia có tiếng ở trong vùng người ta còn đồn đoán rằng kinh doanh chỉ là phụ còn thực ra ông năm là một gã buôn lậu khét tiếng tất cả mọi người đều sợ sệt khi nhắc đến lão dần được cái là lão rất yêu thương và chiều chuộng người phụ nữ này cùng con cái của mình. Chẳng biết lão năm chột đi đâu, nhưng quanh năm suốt tháng, thi thoảng lắm người ta mới thấy lão. ấy vậy nên, tất cả việc trong nhà chỉ một tay bà năm quản lý. Bà nói một, thì không có ai dám nói hai. Tuy nhiên bên ngoài, thì bà ta rất nhẹ nhàng, thanh thoát như những phu nhân quý tộc thời bấy giờ. Thoạt nhìn chẳng ai nghĩ bà lại là vợ của một ông trùm buôn lậu, vô cùng xảo trá và mưu mô. Bà ta luôn tỏ ra cái dáng vẻ tử tế, nhẹ nhàng, đầm thắm, nhưng chỉ cần làm trái ý bà Năm thì chỉ có nước sống không bằng chết mà thôi. Vẫn một vẻ thanh cao, bà ta nhìn thằng bé đang co rúm sợ sệt, buông lời. Mày đã được bán vào nhà bà, thì từ nay mày cứ cố gắng mà ở lại làm lụng cho tốt việc nhà bà. Bà sẽ không để mày đói nhưng đừng nghĩ đến việc bỏ trốn Vì tất cả những kẻ dám quy định bỏ trốn Thì đều có chung kết cục Đó là chết Mày hiểu chưa Thằng bé Kiên tuy sợ sệt Nhưng cũng hiểu rằng Mình đã bị bắt bán vào đây Nếu theo như lời người đàn bà này nói Chỉ cần ngoan ngoãn làm việc Nó sẽ không cần lo cái ăn qua ngày nữa Thành ra Chưa hẳn đã là việc không tốt Nó khẽ ngẩng đầu Liếc nhìn người phụ nữ quyền lực trước mặt ánh mắt bà ta sắc lệm đôi môi đỏ mỉm cười nham hiểm nên lom khom cúi đầu Lý nhí cất lời dạ bẩm bà con biết rồi ạ à. bà năm hai lòng gật đầu ra hiệu cho tên hậu cận dắt nó về sáng sớm hôm sau nó được một người phụ nữ trạc tuổi bà ngoại nó tên là sương đưa xuân nhà bếp phía sau chị cho nó những công việc nó phải làm nơi này cũng có vài người đang thực hiện những công việc khác nhau nó cúi khom người miệng chào con chào mọi người ạ à. con tên là chí kiên từ hôm nay con sẽ làm ở đây mong mọi người giúp đỡ con với ạ à. mọi người ai nhìn cũng thấy ái ngại cho thằng bé chưa kịp lớn đã phải chịu cảnh đứa ăn kẻ ở tại cái chốn này ai cũng đon đã cười chào với nó Đi một vòng giới thiệu với mọi người xong xuôi, bây giờ bà Sương đưa nó vào một căn phòng, chỉ khoảng hơn chục mét vuông, có bốn chiếc giường nhỏ kê san sát nhau, rồi chỉ vào cái giường cuối cùng, bà nói: "Từ nay, đây sẽ là giường của con. Bên kia là của ông Sơn, thằng Tú và chú Minh." Bà vừa nói, vừa chỉ nốt ba cái giường còn lại. Nó khúm núm khẽ gật đầu, Nhưng vẫn sợ sệt lắm. Thay thằng bé tội nghiệp bà nói Con đừng sợ Từ nay con cứ gọi ta là bà Sương Bà cũng là người ở của nhà này Đến nay cũng đã được hơn ba chục năm rồi Chúng ta đều cùng cảnh như nhau Có việc gì muốn giúp Con cứ nói với bà Nếu giúp được á Bà sẽ giúp con Kiên như trút được cánh nặng trong lòng Thở phào nhẹ nhõm Nó rối rít cảm ơn bà Sương Nó kể cho bà nghe Về cảnh ngộ của mình và lý do bị đưa vào nơi này thấy thằng bé tội nghiệp gầy guộc xanh xao lại còn ngoan ngoãn bà cảm thấy thương cho số phận của kiên mọi người ở đây cũng rất quý kiên không ai bắt nạt nó như những lũ trẻ ngoài kia công việc nó phải làm cũng nhiều làm từ sáng đến tối không lúc nghỉ ngơi nhưng được cái cũng không nặng nhọc cho lắm mà lại không bị đói cơm bao giờ người ta cho nó ăn đầy đủ ngày hai bữa no nó thầm nghĩ nơi này thực ra cũng không quá tệ ít ra nó còn được ăn và còn có mọi người xung quanh tốt với nó nữa cho đến một hôm khi kiên đang loay hoay lúi húi cắt từng bó cỏ cho ngựa ăn thì chợt có tiếng nói cất lên từ phía đằng sau cậu này là ai vậy tớ chưa thấy cậu bao giờ nhỉ kiên giật thót cả mình quay lại nhìn chị thấy một cô bé trạc tuổi nó gương mặt bầu bĩnh trắng trẻo tóc tết hai bên bận một chiếc váy hoa xinh đẹp đôi mắt sáng to tròn trên tay đang cầm một con búp bê đang đứng sau lưng nó kiên khẽ đáp lời tết tên là chí kiên tớ mới vào đây làm được một tuần thôi cậu là tớ là thúy là con gái của bố năm cậu không đi học à sao lại vào nhà tớ như chợt hiểu ra nó cất lời ta ta bị lạc mất mẹ ta ta còn chưa biết nói tiếp như thế nào thì từ xa có tiếng của một thanh niên gọi vọng lại thúy anh bảo em chỉ được trốn quanh trước nhà thôi mà xem lại chạy tới nơi hôi hám bẩn thiểu này làm gì thế quay lại đây nhanh lên thôi chết anh tới gọi rồi rất vui được gặp cậu chúng ta gặp nhau sau nhé Nói rồi cô bé vội vã Chào tạm biệt Kiên Xoay xoay người rời đi Nhìn theo hướng cô bé Tự dưng nó đứng bất thần như trời trồng Bớt giác nở một nụ cười Kiên ơi Xong chưa con Nhanh lên sắp đến giờ cơm rồi Con sắp xong rồi Con sẽ lên ngay thôi ạ à? Tiếng bà Sương hối thúc khiến nó giật mình Quay lại nhanh tay tiếp tục công việc Sau hôm ấy một thời gian dài nó không gặp lại cô bé. Cô lận nó lần la hỏi bà Sương về chuyện con cái của bà chủ. "Bà ơi, bà chủ nhà mình chở một mình thôi ạ?" À? "Sao con lại hỏi thế?" "Dạ con chỉ thấy tò mò hỏi vậy thôi. <laughs> vì trước giờ con chỉ gặp mình bà chủ, cả ông chủ con cũng chưa thấy bao giờ." Bà Sương khẽ bật cười vì câu hỏi của nó, bà nói, "Bà chủ có một cậu con trai." và một cô con gái Cô con gái công trạc bằng tuổi con thôi Cậu chủ thì được đưa lên tận thành phố học Lâu lâu mới về nhà một lần Còn cô chủ nhỏ thì sống ở nhà lớn đằng phía đằng trên Cô bé ngoan ngoãn, tốt bụng, dễ gần lắm Không khó tính và khó gần như cậu cả đâu À, Mãi Con biết thế thôi nha Cứ làm tốt việc của mình thôi Đừng tò mò nhiều quá Vâng, con biết rồi <laughs> Sáng hôm sau Kiên xách nước xuống chuồng cho ngựa uống Sáu con ngựa to Kể phải gấp vài lần người nó Đang bị buộc ở mấy cái cột cách nhau Chúng nó thấy thằng bé Kiên Hai tay xách cái xô nước Vừa chạy vừa thở hổn hển Như ai lùa Thì ba chân bốn cẳng Đi đi lại lại quanh cái cột Rồi gõ lọc cọp xuống cái nền xi măng cứng ngắt Thằng bé Kiên cũng cười khoái chí Cứ bình tĩnh nào rồi tao sẽ cho chúng mày uống. Nó đổ nước vào một cái thao trước mặt một con ngựa. Cái sức của nó cũng chỉ sách nổi mỗi lần một xô bé ra mà thôi. Nó chạy đi chạy lại, sách đủ sáu xô nước cho sáu con ngựa, rồi đứng lại, chống tay lên mà thở hồng hộc. Cậu vất vả nhỉ? Kiên giật mình, ngoảnh lại. Nó thấy cô bé hôm trước đang bước ra từ một cái góc được che bởi mấy bó rơm to đùng nó ngạc nhiên hỏi ơ à, sao cậu lại ở đây ừ mẹ tớ bắt tớ đi học đàn nhưng tớ không thích nên trốn xuống đây chơi không ngờ lại gặp cậu ở đây hi, chúng mình làm bạn được không cùng chơi với tớ nhé ấy không được đâu tớ còn làm việc bà chủ mà thấy tớ lười biếng sẽ đánh tớ chết mất thôi tớ sợ lắm cô bé khẽ thở dài một cái mặt thược ra buồn rầu nói tớ không có bạn từ trước đến nay tớ không có người nào bạn cả. Mẹ không cho tớ chơi với ai. Mẹ bảo... Hey, mà thôi, vậy cậu làm việc đi, tớ ngồi đây vậy. Cô bé tính nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Cô quay người bước lại cái góc cũ. Kiên thấy thế thì cũng tội nghiệp. Vì chứ cảm giác này Kiên quá hiểu rồi. Bởi từ bé, nó cũng ít bạn lắm. Từ bé, nó chỉ có một vài người bạn ở trên quê thi thoảng chịu chơi với nó. Bây giờ nó thấy cô bé kia giống mình ngày trước, cũng chẳng có ai làm bạn. Nó nói, hay là tớ chơi với cậu một chút nhé, chờ những con ngựa kia uống nước xong, tớ sẽ đi lên. Con bé quay lại, nhìn nó cười thật tươi. Thật nhá? Ừ. Thế là hai đứa ngồi ở một góc quốc đằng sau cái bờ tường. Chuyện trò tiếu tích như những người bạn thân lâu lắm mới gặp nhau. Nó kể cho con bé nghe câu chuyện của nó. Con bé cũng chia sẻ một vài câu chuyện của mình. Thế rồi, hai đứa làm bạn với nhau, vô tư, đúng cách của những đứa trẻ. Được một lúc thì thằng Kiên đứng dậy, chào cô bé để đi làm. Thôi, tao phải đi làm rồi, khi khác gặp cậu sau nhé. Ừ, Kiên đi đi. Kể từ đó, cứ thi thoảng, cứ canh lúc thằng Kiên rảnh, con bé lại trốn xuống nhà dưới tìm thằng bé mà bày trò chơi với nhau Nói chuyện Dần dà chúng chia sẻ với nhau Nhiều thứ hơn Bi Kiên cũng thích được học Thì thoảng con bé cũng vác quyển sách quyển vở xuống Dạy cho nó vài chữ e a cho biết Được cái Kiên cũng học nhanh lắm Cứ bảo đến đâu là nó đã học được đến đó Thấm thoát Cũng được hai năm qua đi Thế nhưng thằng bé Chí Kiên Cũng chỉ cao thêm được một chút được cái ăn uống cũng đầy đủ Nên người cũng có tí da tí thịt Đỡ hơn hẳn cái cảnh lang thang Đầu đường xó chợ ngày ấy Hôm nay Trong một lần theo bà Sương ra chợ để lấy hàng Kiên thấy thấp thoáng Một bóng người khá quen mặt Thay nhận nó nghĩ mãi Cũng chẳng nhớ ra được là ai Bạn tính tò mò chợt nổi lên Nó lần là lại gần để nhìn cho kỹ Khuôn mặt của người đàn ông ấy Lúc này thì người đàn ông Cũng nhận ra Kiên đang nhìn mình người đàn ông cũng thoáng sửng sốt khi nhìn thấy Kiên. Có vẻ như ông quen biết nó, và rồi người này thốt lên. Kiên phải không? Kiên ấp uống đáp lại. Dạ, bác là... Bác trọng đây, bác tập hóa ở đầu làng. Mẹ mày hay dẫn mày qua bác, mua mấy gói bim bim cho mày, không nhớ hả? À, đúng rồi, bác trọng, bảo sao cháu nhìn bác quen lắm, mà không nghĩ ra gặp được người quen gần nhà Khiến cho Kiên rơm rớm nước mắt Người đàn ông tên Trọng Cũng bước tới xoa đầu đó Tuy nhiên giọng ông cũng bắt đầu trầm xuống Mày đi đâu Bấy lâu nay không về Thì ra là ở đây Cháu Cháu bị lạc bác ơi Gặp được bác Cháu mừng quá Mẹ cháu có khỏe không bác Ông Trọng sững người lại Ông nói mẹ, mày không biết gì sao? mẹ, mẹ mày chết rồi mà. Một tiếng nổ vang trong đầu thằng bé kiên, nó lấp bắp. chết, bác nói gì vậy? ai chết? bác được đùa cháu. ông chồng thở dài. hơn hai năm trước, mẹ mày được người ta đưa về, ngài nói là bị tai nạn giao thông chết tại chỗ ba có đơn đam ma của mẹ mày mà ba còn thắc mắc là không thấy mày đâu thì ông ngoại mày nói là đem mày cho người ta nhận nuôi rồi ờ thế không ai nói cho mày biết hả kiên không không thể nào Bác lừa cháu thằng bé kiên hét lên rồi cắm đầu chạy đi khuôn mặt đã thâm đẫm những giọt nước mắt giờ thì nó đã hiểu đã hiểu vì sao mẹ không đón nó mẹ ơi mẹ nói mẹ sẽ đón con cơ mà sao mẹ lừa con bé Kiên cứ thế chạy Chẳng biết bao xa Thì nó ngã lăn ra đất Nó chẳng buồn chạy Cứ nằm đó mà nhìn lên bầu trời xám xịt Nó khóc nấc lên Không thành tiếng Mẹ Mẹ ơi Kiên cứ nằm đó mà khóc Một lúc sau Con người đi đường tưởng thằng bé bị làm sao Thì chạy lại thăm dò Lúc này thì Kiên cũng đã bình tĩnh hơn đôi chút nơi giật mình nhận ra quên không hỏi ông Trọng về nơi mình ở. Cho đến hiện tại, nó vẫn chưa biết đích xác là mình sinh ra ở đâu. Kiền cứ thế, cắm đầu chạy lại chỗ cũ. Thế nhưng chẳng thấy ông Trọng đâu nữa. Chỉ thấy mỗi bà Sương đang lo lắng tìm đó xung quanh. Con đi đâu? Mà để bà tìm mãi. Bà Sương lo lắng hỏi. Con xin lỗi bà. Kiền lau nước mắt, xin lỗi bà Sương rồi đảo mắt nhìn xung quanh một lần nữa thế nhưng chẳng còn thấy người đàn ông ấy đâu đành theo bà sương trở về những ngày tiếp theo cứ có cơ hội là thằng bé kiên lại chạy ra chỗ cũ để cống chờ xem có gặp ông trọng lần nào nữa không thế nhưng điều vô vọng trở về đêm hôm ấy nó nằm nghỉ mãi mẹ đã không còn trên đời ông bà ngoại cũng không đi tìm nó còn nói là cho nó đi nhận đuôi rồi nó còn lý do nào để trở về nữa đây vậy là một đêm nữa qua đi kiên tạm gác lại ý định trở về sang một bên tiếp tục với những bộn bề của cuộc sống hiện tại thời gian cứ thế trôi qua theo năm tháng lại tám năm nữa qua đi hơn 10 năm nơi gắn bó với nơi này. Giờ đây, Kiên đã là một cậu thanh niên trưởng thành. Cậu dốc bé xíu năm đó, giờ đã trở thành một chàng trai cao lớn. Nước da ngâm ngâm đen và khỏe mạnh, chẳng còn cái dáng vẻ liêu nghiêu, gầy guộc như ngày xưa nữa. Kiên nhanh nhẹ, tinh tranh hơn, mò mép cũng mạnh dạn, khéo léo hơn nhiều. Kiên bây giờ không phải làm những công việc xó bếp góc vườn như ngày xưa nữa nhờ sự thông minh nhạy bén của mình anh dần nhận được sự tín nhiệm của bà năm kiên được bà đưa lên nhà trên và giao cho anh quản lý một phần công việc thương lái kiên nhanh nhẹn tháo phát và kéo léo nên công việc mua bán của bà năm cũng thuận lợi hơn nhiều bà ta tỏ vẻ hài lòng lắm chiều hôm đó sau khi dẫn người làm ra đồng thu mua lúa của bà con về lúc về gần đến nơi Kiên chợt thấy Thúy đang đi một mình trên con đường về nhà. Tay cô cầm qua ổi, gặp một miếng thật to, dai dồm dầm. Thấy Kiên, cô vẫy vẫy tay lia lịa gọi thật to. Kiên, Kiên ơi, chở tớ về với. Kiên dừng xe lại, rồi kéo cô lên chiếc xe chở lúa, mắt lườm lườm liếc liếc. Gớm, tiểu thư đại cát gì mà ăn uống dồm dầm thế kia? Chả ra sao cả. Mà cậu đi đâu về, lại đi bộ thế này? Ôi sao, thư thiết quái gì Tớ thích như thế đấy Tớ ngồi xe đưa bạn lên phố đi học Nhưng nó không đưa tớ về nhà Nó bảo nó sợ mẹ tớ Nên nó ném tớ đây thế này đây Rõ là khốn thế đấy Bạn với chả bè <laughs> Thay túy tỏ ra hầm hực Kiên nhỏ nhẹ quan tâm Sao cậu không chịu để lái xe nhà đưa cậu đi Con gái con nứa cứ đi một mình như thế Là không được đâu <cười> <cười> Tôi tớ chẳng thích Tớ không thích người khác nhìn tớ khác biệt À Nhưng nếu mà cậu đưa đi Thì chắc tớ sẽ suy nghĩ đấy <laughs> Cô gái quay sang Vắt tay lên vai anh Vền vền cái mặt Vừa cười vừa nói Rồi nháy mắt với Kiên một cái để tinh nghịch Kiên hất nhẹ cái tay cô ra Rồi rướng mày tinh ranh nói Không có đâu sói ạ à. Tuy nghe xong tỏ vẻ giận dỗi Vỗ bộp bộp hai cái vào lưng Kiên Rồi quýt một cái rõ dài Hứ, <laughs> Ai mà thèm làm cho kiên phì cười anh cứ quát tay lên cổ thúy làm lành nhưng lại bị cô hất ra mười năm trôi qua tình bạn của đôi trẻ vẫn đẹp như thế thúy bây giờ đã lớn trở thành một cô gái xinh đẹp có tiếng trong phố lúc bấy giờ mái tóc đen dài ống mượt đôi mắt to tròn trong trẻo đôi môi đỏ căng mỏng lúc nào cũng tươi cười trai trong vùng dịu anh thầm thương trộm nhớ nhưng cô chẳng mảy may để ý tẹo nào. Cô tốt bụng, vui vẻ, hòa đồng, tinh nghịch và có phần gan bướng. Cô ăn mặc giản dị, chứ chẳng cầu kỳ như người mẹ của mình. Người ta thường đùa rằng không biết cô giống ai mà lại khác lạ như thế. Càng lớn tuy càng thân thiết với Kiên hơn. Nhiều lần thay cô con gái cứ lẻo đẻo theo sau một thằng hầu. Bà Năm ngứa mắt và tức tối vô cùng Bà cố tình cấm đoán đủ điều Để không cho chúng nó qua lại với nhau Bà sợ trai gái gần nhau Sẽ xảy ra những việc không đường trước được Nhưng một phần Việc kia cũng là một đứa được việc Và anh luôn hứa với bà rằng Anh sẽ không vượt quá chức hẳn Chỉ dám xem thuế là bạn Là một tình bạn trong sáng Nhất định sẽ không có chuyện gì xảy ra Cuối cùng Sau nhiều lần chứng kiến cảnh chỉ có kiên mới dập tắt được cái tính tình nổi loạn của con gái bà năm cũng cố tình nhắm mắt mà cho qua hai mẹ con nhà bà năm và túy lộ rõ cái tính không hợp nhau thúy tỏ ra không ưng ý với những việc bà năm làm mẹ bắt cô đi học đàn học vẽ thì cô âm thầm đi học võ mẹ bảo để lái xe đưa đón cô đi học cô cũng không chịu hôm nào đi xa lắm thì cô mới bất đắc dĩ mà dùng đến Mẹ giới thiệu với cô Những chàng trai khôi ngô tuấn tú Con của các phú gia giàu nước tiếng Thì cô miễn cưỡng Gặp đôi lần Rồi làm trò làm có Chọc cho con người ta chạy mất cả dép Cả ngày cô chỉ thích đẻo đẻo theo kiên Đi làm cái này cái kia Bà mẹ quyền lực, dần dần bất lực với cô con gái nhỏ bất trị. Bà càng nghiêm nghị bao nhiêu, thì cô càng chống đối bấy nhiêu. Có một lần bà sắp xếp cho cô gặp mặt con trai của một đối tác là một phú gia cùng giới. Nhưng không hiểu thế nào mà sau lần ấy, nhà bên ấy nổi nóng hừng hực, sang tận nơi quở trách và chấm dứt luôn công việc làm ăn với gia đình bà. Bà máu sáu cơn, bà đánh, bà chửi, thậm chí bà nhốt bỏ đói cô trong phòng mấy ngày liền. Nhưng cô cũng không vì thế mà dưỡng bộ. Ba ngày sau, bà năm nguôi cơn giận, sai người mang cơm đến cho Thúy thì cô nhất quyết không ăn, không uống, cố tình nhịn đói đến ngày thứ sáu. Người cô giờ đã xanh như tàu lá, môi trắng bệt, vờ phạt, ai nói kiểu gì cũng không ăn không uống. Kể cả kiên sang hết lời, cô cũng mặc kệ. Cuối cùng, bà Năm phải xuống nước, nhẹ nhàng nịnh bợ rồi thả cô ra. Bà Nam hiểu tính thúy, cô bướng bỉnh ngang ngạnh, càng bắt ép thì cô lại càng gây ra những chuyện không thể lường trước được. Chỉ bằng chỉ hòa vi quý cho em cửa em nhà, cô chẳng buồn cho cậu con trai cả, luôn nghe theo lời bà răm rắp. Vì thế, dần già bà cũng mặc kệ Thúy, bà bảo Thúy. Còn làm gì thì làm, đừng mang ô nhục về cái nhà này là được. Cho đến một ngày, Kiên phải lên tận miền núi để lấy mối vị cho bà Năm. Biết tình thì Thúy cứ nhõng nhẽo đòi đi theo. Đi, cho tớ đi cùng đi mà Tớ nhà chán lắm Chẳng có ai chơi Ờ hay Tớ đi làm chứ có đi chơi đâu Mà cậu theo làm gì Với đường núi gặp gần khó đi Tớ đi xe máy nguy hiểm Cổ nhà đi Không mà Cho tớ đi theo với Tớ hứa chứ ngồi im Tớ không làm ảnh hưởng đến cậu đâu Thật đấy Kiên nhặt mặt Nhìn cô gái đang phùng phiệu Bám cứng lấy vào tay mình Hằng giọng nói Không được là không được Cậu ở nhà thiêu thùa may vá Làm gì làm đi Cậu theo tớ nhỡ có mệnh hệ gì Bà chủ tiệc nồi tiệc giống tớ thì sao Thôi đi vào đi Kiên hất hất cái tay khẽ đuổi Thúy vào nhà Thúy giận dỗi Vụ đánh bóp một cái vào lưng anh Rồi quay ngoắt vào trong Vừa đi vừa nói lớn Không cho đi thì thôi Không cho đi thì nghỉ chơi với tôi luôn đi Không bạn không bè gì nữa hết Rồi nhỏ mọn Kiên cũng đến bất lực trước cảnh này Đành gọi với theo ừ. Quay lại đây Kiên nhăn gió gọi với cô bạn Thúy như mở cờ trong bụng Quay ngoắt lại Mặt hơn ha hơn hở Nhảy tót lên chiếc xe máy của anh cội phát vẻo Kiên chỉ chỉ cô nói Nhưng mà tớ đi xa lắm Đến mai mới về cơ Bà Nam mà biết sẽ giết cả hai đứa mình đấy Cậu yên tâm Tối nay tớ có lịch học đàn ở trên tỉnh cơ Bình thường tớ mà đi đến mai mới về Tớ đã hối lộ chú xính lấy xe rồi Cậu khỏi lo Lần này thôi đấy nha Nhớ là đừng có mà phá đấy Tuy cười thật tươi Gật gật đầu ly lịa Thế rồi cô ngồi sau lưng Hai tay túm lấy áo anh Theo anh cùng đi Đi được một đoạn thì kiên cất lời hỏi cô Sao cậu cứ chống đối với mẹ mãi thế Bà cũng muốn tốt cho cậu mà Hey Mẹ ta lúc nào cũng áp đặt tớ Vào những suy nghĩ của bà ấy tớ thấy mệt mỏi và chán lắm. Tớ ganh tị với cậu thật đấy. Kiên nói. Có gì đâu mà ganh chứ. Thúy khẽ gằn giọng. Hơn 10 năm rồi, tớ chưa được gặp lại mẹ. Tớ ước mình được gặp lại mẹ một lần thôi. Thúy không nói thêm gì. Thúy biết và hiểu nỗi lòng của Kiên. Bao nhiêu năm nay, Kiên rất ít khi nhắc đến mẹ. Vì mỗi lần nhắc đến trong lòng anh lại gợi lên nỗi đau. Cô hỏng anh lại nghẹn đắng, Kiên vẫn chưa kể cho Thúy nghe về cái chết của mẹ. Vậy nên, cô vẫn hy vọng một ngày nào đó, Kiên sẽ tìm được mẹ của mình. Xe cứ thế đi được một lúc thì Kiên lại hỏi, "Không cuộc xem mắt của cậu thế nào rồi?" Ui dào, mắt mũi cái nỗi gì, tôi chẳng thấy hứng thú tẹo nào cả." "Sao thế?" Cậu cũng trưởng thành đến tuổi lập gia đình rồi Cậu mà cứ thế Thì ông bà Nam sẽ mất ăn mất ngủ đấy nhé Nhưng tôi có người trong lòng rồi Thật hả Kiên dừng xe phanh kít một cái Quay lại nhìn Thúy Đứng hình mất 5 giây Còn Thúy giật mình Xuất thì ngã nhào xuống đất Điên tiếc Cô đắm thụt một cái vào lưng Kiên Này Đi đứng thế à Muốn chết có phải không Lúc này Kiên mới rối rít xin lỗi Vặn ga lại đi tiếp Vừa đi vừa cười trêu thúy <cười> Chàng trai tốt số nào Lại lọt được vào mắt xanh Của vị tiểu thư nhà mình thế này Chẳng trách mà cứ ngung nga Ngung quẩy mãi thôi Ai? Ai thế? Nói tới nghe với nào Tuy im lặng một lúc Rồi ngập ngừng nói Cậu cũng biết đấy Thơ biết à? Ai? Là ai thế? Cậu thực sự không biết à? Tớ nghĩ mãi mà chưa ra Bình thường có thấy cậu quen ai đâu chưa ra thì cứ thế mà nghĩ đi Tôi không nói cho đâu Cả hai im lặng Chiếc xe vẫn chạy bon bon trên đường Những hàng cây xanh bên đường nghiêng mình đón nắng Cả hai đứa đều bị cuốn theo những dòng suy nghĩ của riêng mình Chiếc xe bắt đầu nghiêng mình hoàng quẹo Theo những con dốc Dần dần hiện lên Những hàng cây thấp thó Như những đám sương mù Kiên đưa tay ra sau Kéo lấy tay Thúy vòng vào eo mình Giữ chặt lấy tới nhé đường đồi núi nguy hiểm đấy Thuy vòng tay ôm chặt lấy kiên Ngắm nhìn không cảnh đẹp Tựa chốn thần tiên của núi rừng Xe chạy chừng 5 tiếng Thì kiên dừng lại ở một nhà trọ Tại thị trấn nhỏ Lúc đấy trời đã nhá nhem tối Vừa đói vừa mệt Thuy thiều thào như sắp chết đến nơi Ôi rồi ôi sao mà xa thế Biết thế này Tới nhà quách cho xong Kiên nham nhở cười Hối hận thì cũng quá muộn rồi Tiểu thư ơi Nào theo tớ thuy lẹo đẹo bước theo sau nhăn nhó nói với theo đi đâu nữa đấy đi ăn chứ đi đâu hay thôi nhá. thuy tấm lấy tay Kiền, huých huých về phía trước đi chứ đi chứ <laughs> cơm nước xong xuôi no cái bụng Kiền nói với cô tối nay chúng ta ở đây ngày mai sáng sớm tôi làm việc xong rồi về nói rồi Kiền tiến lại gần một cô gái đang ngồi bấm bấm chiếc máy tính cũ chắc có lẽ là đang tính tiền Chào chị Xin hỏi chúng mình có còn phòng không Tôi muốn thuê hai phòng Anh chờ chút nhé Khẽ lật lật từng trang của cuốn sổ nhỏ trước mặt Cô gái ngẩng đầu lên nói với anh Tía qua nơi Hôm nay khách đông Chúng em chỉ còn một phòng thôi ạ. À? ấy vậy thôi Chúng tôi đi hỏi thử nơi khác Thay kiện toàn kéo Thúy quay đi Thì cô gái nói với theo Anh gì ơi Quanh đây chỉ có một nhà trọ này thôi Không còn nơi khác đâu mà anh đi tìm cho mất công Kiên đang bối rối không biết làm thế nào, thì Túy bước lên, nhìn cô gái trước mặt, mạnh dạn nói: "Cứ cho chúng tôi phòng còn lại đi." Rồi cô quay sang nói với Kiên: "Thôi, ở tạm đi, chứ tới không đi nổi nữa đâu, chỉ ngủ tạm một đêm thôi, có gì đâu mà sợ." "Không còn cách nào." Kiên đành đồng ý. Cô gái dẫn hai người đi vào phía trong nhận phòng, bàn giao xong xuôi chìa khóa, cô nói: "Trong phòng đã có nước." và một số đồ cần thiết. Nếu cần thì anh chị hãy gọi chúng tôi nhé. Được rồi, cảm ơn cô. Nói rồi cô gái quay người bước đi, để hai thanh niên, một nam một nữ, cứ đứng như trời trồng, nhìn căn phòng chỉ có đúng duy nhất một chiếc giường bé bé. Gãi đầu gãi tay một lúc, Kiên nói với Thúy. Cậu vào rửa chân rửa tay, rồi nghỉ người trước đi. Tớ, tớ ngồi ngoài này một lát, rồi vào ngay. Ờ, à, thế cũng được kiên bước ra ngoài cẩn thận đóng cửa lại hít một hơi thật sâu rồi rút một điếu thuốc còn dở hít vài hơi cho đỡ lạnh trinh xin nói lời chào tạm biệt hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện tiếp theo cảm ơn quý vị đã theo dõi đến cuối video